Bạn đã bao giờ nghe đến một nơi kỳ diệu, tràn ngập niềm vui và khiến bạn như lạc vào giấc mơ chưa? Hãy sẵn sàng để khám phá khu du lịch Đại Nam ở Việt Nam. Mới đây, CEO Nguyễn Phương Hằng đã có một thông báo vô cùng đặc biệt. Bà quyết định mở cửa Đại Nam miễn phí cho tất cả mọi người. Đúng vậy, bạn có thể thỏa sức vui chơi và khám phá mà không tốn một đồng nào. Chương trình đặc biệt này sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 9 và tiếp tục vào một số ngày trong tháng 10. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn bước vào thế giới diễu kỳ của Đại Nam. Tất cả là nhờ tấm lòng hảo tâm của cô Hằng. Hãy tưởng tượng bạn được dạo bước trong những khu vườn tuyệt đẹp, trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh và đắm mình trong văn hóa Việt Nam. Tất cả đang chờ đón bạn tại Đại Nam. Hãy sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu nào. Sự hào phóng của cô Hằng chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho rất nhiều người. Khu du lịch Đại Nam không chỉ là một công viên giải trí thông thường, nó là cả một thế giới thu nhỏ. Tọa lạc tại tỉnh Bình Dương, Đại Nam tự hào sở hữu sự kết hợp độc đáo giữa các công trình văn hóa đặc sắc, những trò chơi cảm giác mạnh và khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Hãy tưởng tượng bạn như bước vào một bộ phim lịch sử khi dạo bước qua những bản sao công phu của các ngôi đền và cung điện cổ kính của Việt Nam. Cảm nhận sự phấn khích dâng trào khi bạn chiêm ngưỡng những vòng xoay khổng lồ và công viên nước sôi động. Và tìm thấy những giây phút thư giãn khi tan bộ qua những khu vườn xanh mát và hồ nước lấp lánh. Đại Nam có điều gì đó dành cho tất cả mọi người, từ những người yêu thích lịch sử, những người ưa mạo hiểm, cho đến những người yêu thiên nhiên và các gia đình đang tìm kiếm một chuyến đi đáng nhớ. Đại Nam là minh chứng cho văn hóa Việt Nam và là lễ hội của niềm vui và giải trí. Và giờ đây, nhờ tấm lòng của cô Hằng, tất cả mọi người đều có thể trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Nam. Đây là cơ hội để tạo ra những kỷ niệm khó quên, khám phá một thế giới kỳ quan và chứng kiến sức mạnh của lòng tốt. Hãy tưởng tượng ánh nắng rực rỡ, bạn đang được bao quanh bởi không khí sôi động của Đại Nam. Tiếng cười rộn rã của trẻ em trên những trò chơi cảm giác mạnh, các gia đình lưu giữ kỷ niệm với phong nền là những ngôi đền đầy màu sắc và các cặp đôi đang tận hưởng những giây phút lãng mạn khi dạo bước qua những khu vườn yên bình. Đó chính là khung cảnh mà cô Hằng mong muốn khi mở cửa Đại Nam miễn phí. Bên cạnh việc vào cổng miễn phí, du khách còn có thể thưởng thức nhiều hoạt động giải trí đa dạng. Những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc sẽ thắp sáng sân khấu, giới thiệu di sản văn hóa phong phú của Việt Nam. Các nhạc sĩ, vũ công và ca sĩ tài năng sẽ thu hút khán giả bằng năng lượng và nghệ thuật của họ. Và đó chưa phải là tất cả. Hãy chuẩn bị tinh thần để có cơ hội gặp gỡ trực tiếp cô Hằng. Cô dự định sẽ dành thời gian tại Đại Nam trong những ngày mở cửa đặc biệt này, gặp gỡ du khách và chia sẻ tầm nhìn của mình về công viên. Đây là cơ hội để chứng kiến sự nồng hậu, hào phóng và tâm huyết của cô trong việc lan tỏa niềm vui. Vì vậy, hãy tụ họp gia đình và bạn bè và sẵn sàng cho một trải nghiệm khó quên tại Đại Nam. Đây là cơ hội để tạo ra những kỷ niệm đẹp, thưởng thức những chương trình giải trí đặc sắc và biết đâu đấy, bạn còn có thể gặp gỡ người phụ nữ truyền cảm hứng đằng sau tất cả. Tấm lòng của cô Hằng không chỉ dừng lại ở việc mở cửa Đại Nam miễn phí, cô còn tận dụng cơ hội này để tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi bão lũ gần đây. Khi khám phá những điều kỳ diệu của Đại Nam, bạn sẽ thấy những thùng quyên góp được đặt khắp công viên. Những chiếc thùng này là cơ hội để du khách chung tay góp sức, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý giá. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ các thùng quyên góp này sẽ được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Điều này đảm bảo rằng số tiền sẽ đến tay những người cần nhất, giúp họ xây dựng lại cuộc sống và cộng đồng. Bằng cách kết hợp niềm vui khi đến thăm Đại Nam với cơ hội để giúp đỡ cộng đồng, cô Hằng đang tạo ra một làn sóng nhân ái và hỗ trợ mạnh mẽ. Đó là lời nhắc nhở rằng, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh, lòng tốt và sự đoàn kết vẫn có thể chiến thắng. Phần 5. Sự trở lại của người thụ lĩnh. Quyết định mở cửa Đại Nam miễn phí của cô Hằng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của bà. Điều này diễn ra sau khi bà trở lại vị trí lãnh đạo quan trọng trong công ty cổ phần Đại Nam. Vào ngày 24 tháng 9, cô Hằng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của công ty. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bà còn đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc khu du lịch Đại Nam. Sự trở lại vị trí quản lý này báo hiệu một chương mới cho Đại Nam. Phong cách lãnh đạo của cô Hằng được đặc trưng bởi tầm nhìn táo bạo, quyết tâm kiên định và lòng trắc ẩn sâu sắc đối với cộng đồng. Sự trở lại của bà được nhiều người hoan nghênh bởi họ nhận ra khả năng lãnh đạo bằng cả sức mạnh và lòng tốt của bà. Với cô Hằng ở vị trí lãnh đạo, Đại Nam đã sẵn sàng cho sự phát triển và đổi mới, đồng thời vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi về bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng và mang đến những trải nghiệm khó quên. Phần 6. Người phụ nữ bản lĩnh.
Câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng là câu chuyện về sự kiên cường, quyết tâm và cam kết sâu sắc trong việc tạo ra sự khác biệt. Bà là một nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam, được biết đến với tài kinh doanh và tinh thần nhân ái. Hành trình của bà được đánh dấu bởi cả những thành công và thử thách, nhưng vượt qua tất cả, bà vẫn là ngọn hải đăng của sức mạnh và nguồn cảm hứng. Bà là hình mẫu cho các doanh nhân trẻ, đặc biệt là phụ nữ, chứng minh rằng với nỗ lực, cống hiến và niềm tin vào bản thân, mọi điều đều có thể. Phong cách lãnh đạo của bà Hằng được thể hiện qua cách tiếp cận thực tế, sự tập trung kiên định vào mục tiêu và khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Bà không ngại mạo hiểm, nói lên suy nghĩ của mình và đấu tranh cho những gì bà tin tưởng. Sự trở lại nắm quyền điều hành Đại Nam của bà là minh chứng cho tinh thần bền bỉ và cam kết vững chắc của bà đối với di sản mà bà đang xây dựng. Đó là di sản vượt ra khỏi ranh giới của khu du lịch, chạm đến cuộc sống của vô số cá nhân và cộng đồng. Phần 7 xây dựng di sản. Tầm nhìn của cô Hằng đối với Đại Nam vượt xa việc chỉ tạo ra một điểm đến du lịch thành công. Bà đang thực hiện sứ mệnh xây dựng một di sản tôn vinh văn hóa Việt Nam, nâng cao cộng đồng và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Bà hiểu rõ sức mạnh của giáo dục và giải trí trong việc định hình tâm hồn trẻ thơ. Đó là lý do tại sao bà cam kết biến Đại Nam thành nơi các gia đình có thể tìm hiểu về di sản của mình, trải nghiệm những điều kỳ diệu của thế giới và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên. Nhưng tầm nhìn của bà không chỉ dừng lại ở những bức tường của Đại Nam. Bà tâm huyết sử dụng vị thế của mình để đóng góp cho cộng đồng, cho dù đó là thông qua các khoản đóng góp từ thiện, hỗ trợ các sáng kiến địa phương hay tạo cơ hội cho những người gặp khó khăn. Di sản của cô Hằng là lòng trắc ẩn, sự đổi mới và cống hiến không ngừng nghỉ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Bà là tấm gương sáng cho thấy những gì chúng ta có thể đạt được khi kết hợp khả năng kinh doanh với ý thức trách nhiệm xã hội sâu sắc. Phần 8 hơn cả một doanh nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của cô Hằng, Đại Nam không chỉ là một doanh nghiệp, đó là minh chứng cho sức mạnh của việc cho đi. Quyết định mở cửa công viên miễn phí và kết hợp sáng kiến quyên góp cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ cho thấy cam kết vững chắc của bà đối với trách nhiệm xã hội. Sáng kiến này là một ví dụ điển hình về cách các doanh nghiệp có thể trở thành động lực cho những điều tốt đẹp trên thế giới. Bằng cách sử dụng nền tảng và nguồn lực của mình để hỗ trợ cộng đồng, các doanh nghiệp có thể tạo ra sự khác biệt hữu hình trong cuộc sống của vô số cá nhân. Cô Hằng hiểu rằng, thành công thực sự không chỉ được độ bằng lợi nhuận mà còn bằng tác động tích cực của nó đối với xã hội. Hành động của bà truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác theo đuổi trách nhiệm xã hội và sử dụng thành công của họ để nâng cao những người xung quanh. Phần 9. Lan tỏa niềm vui và hy vọng. Hãy tưởng tượng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những đứa trẻ lần đầu tiên được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Nam. Tiếng cười giòn tan của các gia đình cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên và lòng biết ơn của những người được hưởng lợi từ tấm lòng hảo tâm của các nhà hảo tâm. Sáng kiến của cô Hằng không chỉ là vé vào cửa miễn phí, đó là việc lan tỏa niềm vui, hy vọng và tinh thần cộng đồng. Đó là việc nhắc nhở mọi người rằng, ngay cả trong thời điểm khó khăn, lòng tốt và sự hào phóng vẫn có thể chiến thắng. Bằng cách mở rộng của Đại Nam, cô ấy đang tạo ra một không gian nơi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội có thể đến với nhau, tôn vinh giá trị chung của con người và trải nghiệm sức mạnh biến đổi của việc cho đi. Phần 10. Hiệu ứng domino của lòng tốt. Hành động cao đẹp của cô Hằng như hòn đá ném xuống ao, tạo ra những gọn sóng lan tỏa vượt xa tác động tức thời. Hành động của bà truyền cảm hứng cho những người khác nối theo, lan tỏa lòng trắc ẩn và hỗ trợ khắp cộng đồng. Khi chúng ta chứng kiến những hành động vị tha như vậy, nó sẽ thắp lên ngọn lửa trong mỗi chúng ta, khuyến khích chúng ta trở nên hào phóng, nhân ái và tham gia nhiều hơn vào cộng đồng của chính mình. Nó tạo ra một phản ứng dây chuyền của thiện chí, nâng cao tinh thần của tất cả mọi người. Sáng kiến của cô Hằng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, ngay cả những hành động tử tế nhỏ bé cũng có thể tạo ra tác động sâu sắc, truyền cảm hứng cho một xã hội nhân ái và gắn kết hơn. Phần 11. Đại Nam, ngọn hải đăng của hy vọng. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, khu du lịch Đại Nam phủ một ánh sáng ấm áp lên những công trình kiến trúc tráng lệ và những điểm tham quan sôi động, nơi đây hiện lên như biểu tượng của hy vọng, khả năng phục hồi và tinh thần.